Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị công an quận Thanh Khê xử lý vụ việc phóng viên VTV8 bị hành hung. Trước đó vào tối ngày 12 tháng 2, khi đang tác nghiệp tại gác chắn đường sắt ở quận Thanh Khê thì phóng viên này đã bị hai đối tượng lao vào hành hung, xóa hình trong máy camera. Vụ việc này đã được cơ quan báo chí trình báo đến công an phường Thanh Khê Đông, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đề nghị công an quận Thanh Khê sớm điều tra làm rõ vụ việc phóng viên của VTV8 bị hành hung khi đang tác nghiệp tại thành phố Đà Nẵng, nghiêm khắc xử lý các đối tượng hành hung nhà báo khi đang tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm các quyền của công dân, quyền hoạt động của báo chí.